Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Và hôm nay xin giới thiệu với cả nhà, Nhi có một cái vườn trầu bà rất là nhiều luôn. Đây xanh um tươi tốt. Và các bạn nào cần thì anh hoặc anh chị nào cần thì cứ liên hệ Nhi. Nhi sẽ dẫn cả nhà đến tại vườn và cắt, hoặc là không đi được thì Nhi cũng có thể giao ở khu vực Chợ Lách hoặc Bến Tre. Với giá là Nhi giao tới nhà là 12.000 một ký, còn nếu mà tới nhà cắt thì là 10.000 một ký nha.